chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của ngọc gia ban Ở nhiều bác thì vẫn hay gọi điện hỏi rằng là cái ghế massage nội địa nhật thì vệ sinh bằng cái cách như thế nào nó có dễ hay không thì cũng đơn giản nữa các bác chỉ cần mua những cái nọ dung dịch như thế này này nó tầm vài chục nghìn thôi để vệ sinh ra ghế chúng ta cũng không cần phải cầu kỳ mua những cái nọ vài trăm nghìn hay tiền triệu làm gì cả bởi vì dòng da ghế nhật thì vệ sinh nó rất là dễ nha các bác nhá đây này da trà thoải mái thì sau khi với cái nọ đấy thì chúng ta xịt xịt những cái này thì nó gọi là những cái lớp tạo bột khô thôi những lớp tạo bột khô này để nó có cái độ nhám cũng như là nó có một cái uh, chất để chúng ta có thể vệ sinh da giúp da có thể sạch hơn hoặc là các bác có thể dùng những cái đầu bàn chải đây ở trên nọ này thì nó sẽ tích hợp luôn cái đầu bàn chải nha các bác nhé ở trên nọ này thì sẽ dùng luôn là cái đầu bàn chải để có thể là vệ sinh luôn chúng ta có thể trà chà này thì chúng ta cứ chà thoải mái thôi ví dụ những chỗ nào bẩn thì cứ chà mạnh mọi người cứ chà mạnh chà mạnh làm sao để cho các cái vết bẩn nó đi nó nó được bay thì cái bên này thì là cái việc vệ sinh chúng ta sẽ rất là đơn giản và thuận tiện không phải cầu kỳ là tháo hẳn một cái chiếc ghế ra làm gì cả bởi vì với cái công việc này thì làm nó sẽ rất là dễ chúng ta có thể nằm ngay tại nhà luôn hoặc là sau khi mà chúng ta có thể là vệ sinh xịt xong bằng những cái nọ đấy thì nếu như mà chúng ta không có thời gian để đi mua thì uh, như các bác cũng chỉ cần ở nhà kiếm những cái rẻ sạch như thế này này. Đó. ở chúng ta chỉ cần kiếm những cái rẻ sạch như thế xong là chúng ta lau. Thì cái lớp da này được dưỡng ẩm bằng một cái nước nước sạch, chúng ta có thể là giặt bằng uh, xà phòng hay là chúng ta có thể giặt con Comfort để lau nhá. Cái này thì về cái việc uh, lau và vệ sinh uh, ghế rất là dễ. Thì đây là những cái kẽ mà sau khi được vệ sinh này đó nó rất là sạch và nó sáng Hầu như là không còn các cái lớp bụi Thì khi mà chúng ta ngồi vào lại cái chiếc ghế Thì cảm giác nó sẽ được thoáng hơn rất là nhiều Về cái nịch mà vệ sinh Thì chúng ta sẽ tầm khoảng độ 5 đến 7 ngày Hoặc nếu như mà chúng ta Ngồi giữ gìn được chiếc ghế lâu hơn Thì có thể là tầm 2 tuần một tuần đến 2 tuần chúng ta vệ sinh một lần Đây thì sau khi trà xong Thì với những cái lớp bọt ấy cơ bản Nó cũng đã tan rồi Thì sau khi tan là chúng ta sẽ dùng những cái lớp rẻ nâu như này Chúng ta lại nau sạch đi thì sau đó là chiếc ghế nó lại khô đối với các cái dòng da nhặt này thì mọi người cứ vệ sinh bằng nước cũng không cần phải các cái nội dung dịch gì cao sang cả chúng ta chỉ cần sử dụng bằng nước sạch thôi nước sạch là cũng đã có thể là vệ sinh nó rồi và đây là một chiếc ghế sau quá trình là gần 20 năm sử dụng chiếc ghế National AP3002 như những chiếc ghế này thì mọi người có thể lên trang chủ chính của National để có thể tìm hiểu về cái mã ghế thì bản này nó ra mắt vào năm 2006 2007 thì với những chiếc ghế này đây nó vẫn còn nguyên bản từ những phần nỉ ở chân này cho tới là những cái phần ốp nhựa đây những cái phần ốp nhựa của nó ở phần vai anh ấy ốp nhựa đâu nhỉ à đây phần ốp nhựa của nó này vẫn còn nguyên bản này đấy đây là một cái phần ốp nhựa ở phần vai của nó sau quá trình 20 năm người nhật họ sử dụng vẫn còn nguyên này đó thì chúng ta sẽ đút vào đây với những cái nớp nhựa này thì nó cũng sẽ được làm bằng các cái chất liệu silicon nhá nó rất là mềm và có những cái độ đàn hồi cái ngày hôm nay tiện ở kho bảo hành nhanh thì ngọc gia ban sẽ quay cũng như là giới thiệu cho các bạn về cái cách để mà vệ sinh được những cái chiếc ghế massage này nó đơn giản vậy thôi thì đối với các cái nớp nỉ này, này nếu như mà nó có nhiều bụi như này nhá thì chúng ta sẽ không sử dụng nước hay là chúng ta sẽ không sử dụng các cái xịt kia để chúng ta trà cả bởi vì cái nớp nỉ này trà thì cái bề mặt nó bị nhũn và nó bị trũng xuống thì cái việc trà nó sẽ rất là khó thì với những cái nước đỉ chúng ta sẽ làm cái cách nào thì chúng ta sẽ cuộn ngược những cái lớp băng dính lại như thế này sau đó là sẽ chấm vào những cái phần nông này đây trà vào dập vào những cái phần nỉ thì nó sẽ rất dễ sạch được những cái lớp bụi thì cái cách vệ sinh những cái chiếc ghế massage nó chỉ đơn giản vậy thôi rất là dễ sử dụng một chiếc rẻ nau này được giặt sạch này hoặc là có những cái nọ vệ sinh ra ghế nó chỉ khoảng tầm vài chục nghìn thôi thì ngày hôm nay là nhân tiện ở kho cũng như là trong cái công tác mà anh em bộ phận kỹ thuật của Ngọc Gia Ban vệ sinh và bảo dưỡng kiểm tra lại những cái chiếc ghế massage để có thể là an tâm hơn trong cái quá trình mà cái chiếc ghế vận hành cũng như là trước khi mà giao ghế tới cho khách hàng. Và nếu như mà các bạn có nhu cầu muốn sửa chữa những cái chiếc ghế massage nội địa Nhật có thể liên hệ qua số hotline bảo hành của Ngọc Gia Ban 0971 233 066 cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi nhớ để lại trong học ra ban một đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón chờ những video tiếp theo